Dạ cảm ơn Chúa. Và tôi thấy ba bạn kia, ba cậu kia làm rất là xuất sắc và chúng tôi hơn đúng. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta được hôm nay chúng ta mới thể hiện với một bài hát là tiến bước với Chúa, vì Chúa chúng ta đã sống lại và chúng ta đã chuẩn bị một cách hết lòng rồi. Cho dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng đã khang tiến rồi, cho nên chúng tôi rất là vui lòng và hy vọng chúng ta sẽ thể hiện, tụi chúng tôi sẽ thể hiện hết lòng tối hôm nay với cái bài hát là tiến bước với Chúa. Rồi xin mời các bạn chúng ta cùng nhau để chúng ta thêm thưởng thức cho đây. Cảm ơn rất là nhiều.